Vâng anh em, tuần trước câu lục rồi. Bây giờ câu tuần này câu lăng xê nhá anh em nhá. Tuần sau lại câu lục. Đấy, anh em làm theo hướng dẫn của tôi gửi theo này. Đây là tôi nhân đôi số lượng thì mồi nó bực nhiều như này, anh em bóp nhuyễn ra thôi. Anh em cố gắng bóp mà càng nhuyễn càng tốt, bóp mịn. Này tôi có cái bài này tôi có gửi theo hướng dẫn với cả mồi ở trong cái hộp đồ tôi gửi rồi đấy. Trong cái hộp mà đồ lăng xê mà tôi gửi, anh em cứ làm theo. Câu thôi. Thử xem có độ nhạy lăng xê nó như thế nào. Mai tôi câu tối nha anh em nhé. 5 giờ chiều rồi nhé. Hôm nay mưa. Thứ bảy. Mai là chủ nhật. Tối nay đi phải mặc áo mưa mới cả các thứ đi. Sợ hôm nay mưa. Cho thêm ít nước cho nó đỡ khô. Xuống hồ lấy nước được thì tốt, nước ở đây nó hơi có mùi phèn. Nó lại hơi nhão rồi. Tôi cho thêm ít chép tàu nữa. Cho quá tay hơi nhão. Trông này thôi nhưng mà nhiều thính lắm đấy anh em ạ. Phải cân 3 cân 4 thính đấy. Câu một buổi, quét lại là nhà. Ok, giờ tôi đi lấy lăng xê.
Đấy anh em. Lưới dự phòng ở trên này. Đây là lăng xê. Tôi còn một ít cái dây dù đen. Ngày xưa nó vẫn còn sót lại. Tôi không buộc cho anh em bởi vì cái dây này nó cứng. Bởi vì tôi tiếc thôi. Tiếc nó vẫn còn nên là tôi cột lốt mấy cái bộ để tôi dùng. Nên thực ra dây đủ dù đen nó không tốt bằng dây dù kia. Dây dù kia nó rất chi là mềm. Mềm ngoánh nó dễ hơn. Xuống thì cá nó dính tốt hơn. Càng mềm càng tốt, lưỡi càng bé càng tốt. Nắm hai cục, một cục để trên bờ, cá lên thì ném tiếp và một cục thì để dự trữ. Một cục thì ném ở dưới nước và một cục ở trên bờ. Nên là câu một cần, câu nhiều cần thì tùy anh em. Đấy, ok anh em. Nằm trước hai cục. Chỗ mồi này đổ vào túi thôi. Xuống hồ bắt đầu câu. Ok anh em. Tôi mang 4 bộ lăng xê để phòng đứt hoặc lọ kia. Rồi ok anh em. Bây giờ ra hồ, nếu mà trời vẫn còn sáng thì tôi cố gắng tôi quay. Còn nếu mà tối rồi thì lên cá thì quay. Ok anh em. Hy vọng không ngóm. Khá lâu rồi, cũng phải đến cả tháng rồi tôi chưa câu lăng xê. Đang đi thì mưa, mưa to này anh em. Ok anh em, vừa đến hồ xong.
Dạ cần. Cái tường kia nó lại mới đổ hả chú? Chắc thế. Này, ông nào? Ông nào muốn hụi mò tay đấy nó đổ cho phát nhỉ?
Ok. Ngồi và chờ đợi. Đấy anh em có hiện tượng dính rồi. Vừa bành phao lên xong lại thụt xuống để xem nó có lôi không. Con Đấy, này con đầu chắc không tiên. phải con rô phi. Chắc rô phi rồi, đi mẹo thì kiểu đi phập phập này. À trôi đấy. Con đầu tiên trôi. Trôi con úi rồi. Con này vừa đẻ xong. Trôi trôi Con này vừa lấy giấy khai sinh xong chết luôn. không rẻ à? Anh quên anh nhớ mang rẻ. Bây giờ lấy dây thép còn cắt thì nó mất đấy thôi, hoặc là lệch sang à nhà đó là mua vừa trên mặt để tách mặt nước này đó vậy. Trời gần tối rồi anh em, cố để chủ yếu là câu tối thì xem bắt được con cá to nào không thôi. À, mới được một con trôi con bé tí bằng cổ tay 2-3 lạng. Ok anh em. Đây anh em vừa đóng một con trôi này to phết này. Đấy. Đấy. Con này phải 2 cân. Không chị. Hơn cân thôi. Anh em chưa tối phệt được một con ngon ngon rồi. Ok, tí được thì tôi quay tiếp anh em. Đây, anh em, một em nữa nha. Hai tay hay súng. Để anh xử lý. Sao máy của anh sáng hơn máy của em vậy? Đấy, cho luôn vào túi thì còn có được ba nhá. Thôi. Giờ đêm làm khoảng 20 cân thôi phải. Đằng kia nước nó vẩn vẩn vẩn. Ok, con Đây này anh thứ em, ba vừa anh em đóng thêm nha. con nữa nha, là con thứ tư nha. Con này hơi nhỏ. Được con to như lúc nãy cơ. Ok. Đây Ok anh em. anh em lại vừa đóng con nữa nha, con thứ năm nha. Chạy mẹ vào đây. Cái tâm ở đây. To hay nhỏ không biết. Con này chắc phải chục cân. Bé à. Ơi con này thì cầu thẳng lên thôi. Cho vào cái cây, cây. Anh em lại dính này, nhưng mà trôi nhỏ. Ok anh em con thứ năm Này anh nha. em. Lại vừa dính rồi. Trời tối rồi đây nhưng mà tôi quay phim này nó vẫn nhìn nó vẫn sáng sáng này. Không biết con gì.
phi rồi. Ôi bung à, bị bung quá rồi. Mồi vẫn còn nguyên. Lại dính anh em nhá. To phết đấy. Đây vào trong đây. Con này có vẻ to đấy. Ôi díu cần. Tí nữa lại cần xui chui nữa. Ôi bé. Vâng, chắc thế. Đây, tưởng bé anh em ạ, nhưng mà không bé này. Tưởng bé nhưng mà không bé. Nhấc bổng lên luôn. Thằng cu em nó vừa về xong, không có ai, một mình nó không quay kiếc gì được nhiều. Ok anh em, dưới người anh em ra. Trời tối thui rồi. Này to phết anh em, tưởng bé. Đóng thẳng vào trong mồm, chạy vào mắt.
Ok anh em. Rồi, vừa đóng hàng anh em nhé. Cháu phải đến cả tháng cháu mới câu một buổi. Cháu phải đến cả tháng rồi cháu mới đi câu ở dưới đây. Rồi, tinh rồi mù hết rồi đây nó. Chú nghỉ à? Một mình cháu một đảo vậy. Ok anh em, tí vừa đóng này, được lại quay tiếp nhá. Anh em không còn ai, có một mình không quay phim được, cố gắng lắm thôi. Đây trôi tầm 8 lạng nhé, tôi nhấc thẳng lên bờ nhé, không vợt viếc gì cả nhé. Có một mình quay phim nó rất là khó. Này thằng em nó xuống có một tí, quay được cái lúc dòng có một tí thôi, bây giờ chịu rồi bỏ tay. Giờ tự túc là hạnh phúc. Ok anh em. Rồi hôm nay tôi chưa đếm đâu nhưng mà được nhiều tập phết rồi. Ok anh em, mời anh em lại quay tiếp. Bây giờ tôi mới câu được khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà chắc là phải được tầm trên dưới chục con rồi. Ui làm muỗi thế. Này. Đánh một cần này. Tôi lắp phao vào bởi vì gầu này đợt trước thì nó có cho câu lăng xê nhưng mà bây giờ nó không cho, nó giờ nó chỉ không cho tôi câu nữa, còn người khác thì nó cho câu, nên là tôi lắp phao và tôi giả đánh lục. Nên tôi lắp một cái tứ vê mồi sẵn đây này, giống như kiểu là câu vê này. Đấy anh em. Đây, một cần đánh thì lúc nào cũng giữ chữ một cái lăng xê nắm mồi sẵn ở trong túi. Đấy, khi mà đôi cá lên phát là mình thay mồi luôn, mình vụt xuống. Hôm nay tôi rất xin là đáng tiếc bởi vì cá ăn khá chi là tốt. Rất xin là đáng tiếc không có anh em nào đi theo để quay phim những cái lúc mà dòng cá. Nên là hơi đáng tiếc. Nên là chỉ có tôi cắm ở máy quay trên này cái lúc dòng cá thì tối tôi nghĩ là chắc là không biết có thấy không.
đa số là lên vợt rồi thì mới quay, bởi vì bây giờ dòng cá rồi thì tay đâu mà quay phim nữa anh em, đúng không? Ok anh em, để nhá. Thống nhất là vợt cá lên thì tôi sẽ quay phim, và đến lúc về thì trong túi được bao nhiêu cá thì tôi sẽ quay. Anh em xem. Đấy, lăng xê đóng rất chỉ là nhạy. Lăng xê cái đợt nó vừa lấy xong cũng sắp hết rồi. Nó hết thì tôi sẽ đi, sẽ có thông báo với anh em ở trên kênh. Này, bộ lăng xê đóng bán đắt nhất Việt Nam và nó cũng là bộ lăng xê nhạy nhất. Ok anh em. Anh em không phải hối hận khi lấy cái lăng xê. Anh em, tôi vừa bị cá nó lôi một phát cần phi xuống nước nhá. Nó cuốn luôn vào bụi cây ở bên trong. Ban ngày anh em nhìn thấy nó phi một phát vào luôn trong đấy, cá chắc là khá to đấy. Nhìn nhất nó phải tầm 1,5 cân đổ lên. Tôi vừa lấy cái cán vợt, tôi móc được cái đít cần lên xong, lên thì kéo thì bị lổ mất một cái lăng xê rồi. Nó bị mắc vào cây nhưng mà tôi định lội xuống, nhưng mà lại lội xuống thì động không câu được nữa, mồi thì vẫn còn khá nhiều. Nên là tôi không 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 không, không luôn lội xuống. Tôi dứt, tôi kéo thế là nó nổ cước. Nổ cước là mất lăng xê. Thế là mang 4 bộ đi còn 3. Mất một. Đây anh em này. Anh em để ý, anh em chú ý, đây là câu lăng xê là không cần phao nhé. Đây là tôi lắp phao, đây là do là ở đây là phải lắp thôi. Nhưng câu lăng xê không cần phao. Đấy, một tuần câu lục thì sẽ tuần này. Tuần trước câu lục rồi thì tuần này sẽ câu lăng xê, và tuần sau sẽ câu lục, và tuần sau nữa thì sẽ câu lăng xê. Anh em mình đón xem clip câu lục của tuần sau. Bây giờ tôi cố gắng một tuần ra một clip thôi. Thực sự là rất bận, không có thời gian đi. Ok anh em. Anh em theo dõi hết cái video này nha. Xem đến lúc về là được bao nhiêu cá. Đây anh em, lại vừa đóng hàng này, to phết. Đấy, trôi to này. Là may mà có anh em nào đi theo thì có mà quay video anh em xem thì phê luôn. Buồn cái là không không hôm nay không anh em nào đi theo. Ok anh em. Tí nữa được tôi lại quay tiếp anh em nhé. Đây anh em, lại vừa đóng hàng này. Nay đóng hàng liên tục. Nay đóng hàng liên tục. Này, ui, xiên thẳng mép. Chạy lên mây. Sáu bảy lại. To gần bằng cái dép. Được, hôm nay được nhiều con to rồi, ok. Nay không vấn đề gì cả. Hôm nay là cứ được con nào hơi to to một chút thì đổ đi thì tôi mới quay thôi, bởi vì nhiều lắm thì hôm nay được rất là nhiều. Nên là tôi sẽ to thì tôi to to được lên thì tôi mới quay thôi. Đây anh em nhá. Ok anh em. Đi về nhá. Mất mất một bộ lăng xê. Giờ tôi ra đây tôi quay cá cho anh em xem. Úi giời, nó nhiều quá, nó lôi tụt cả cái que xuống hải. Thí mất. Này Vân ra đây xem này Vân. Đây anh em. Đấy, thằng sôi to nhá. À. Còn con sôi kia to thế. Mấy con to. Hai con. Đây to này. Hai con thôi. Ba con to. Anh em nhá. Cá chít thì chít nhá. Xoay quay quay anh cho vào cái bụng. Cho làm sao vừa túi đấy. Cho vào cái túi ni lông vàng to cái kìa. Vân này cái túi ni lông vàng to kia ra đây. Không vừa đâu. Không vừa đâu mà để với Vân này cái túi ni lông kia à. Nó mới vừa.
là đi qua cho bà Vân mấy con. Sau đuổi mẹ đi. Quay ngang không anh? Phải. Sao đây phải quay ngang? Video này mà đẹp. Anh, ừ rồi, hết dung lượng rồi. Hết rồi. Hết dung lượng bộ nhớ chứ phải mạng đâu, có file. Ok anh em nhá, thôi, đợi đi về nha, một túi to vật này anh em nhìn mới so sánh với cả cái chân tôi đây nha. Đấy, một hôm cứ một hai tuần thì một tuần câu lăng xê và một tuần câu lục, đến tuần sau lại câu lục. Ok anh em. Goodbye, see you again.